lên câu chuyện đời ta. Mỗi người một nụ cười, một mong ước riêng mình. Mỗi người một con đường, ta bước qua bao nhiêu buồn vui. Có khi tự hỏi mình, ồ hạnh phúc là gì? Nghề thêu là một nghề truyền thống có từ lâu đời, ẩn chứa trong mỗi bức tranh thêu là tinh hoa văn hóa, là hồn người Việt. Không dừng lại ở một bức tranh thêu truyền thống, nghệ nhân Nguyễn Thị Hằng và chồng là họa sĩ Lê Văn Khoa đã kết duyên cho tranh thêu tay truyền thống và hội họa, tạo ra những sản phẩm nghệ thuật tinh tế và đặc sắc. Cái lúc đó là cái thời điểm bắt đầu vào dịch thì chán, không biết làm gì. Vì không được ra ngoài mà mọi nó rất là bí bách, khó chịu. Thì hai vợ chồng mình mới ngồi với... Tự mình nghĩ rằng nhìn cái bức tranh thêu cái nền nó rất là tối. Nhưng mà nó là trên nền đen hoặc là cái nền trắng thì nhìn nó rất là nhàm. Bản thân mình họa sĩ thì mình nhìn nó sẽ hơi bị nhàm. Nên là mình mới nghĩ rằng là tại sao mình không vẽ kết hợp với thêu lại. Thì hai vợ chồng mình bắt đầu mình lôi những cái bức tranh mà đã hoàn thiện của mình ấy, mình vẽ lên thử. Thì bước đầu của mình là mình học mất khá nhiều tranh. Thế thì mình vừa làm vừa rút kinh nghiệm. Là một nghệ nhân đã có hơn 20 năm gắn bó với nghề thêu truyền thống, sáng tạo ra rất nhiều tranh thêu theo hướng truyền thống. Nhưng khi quyết định chuyển hướng làm tranh thêu kết hợp hội họa, chị Hằng gặp khá nhiều khó khăn. Có rất nhiều cái khó khăn. Cái đầu tiên là chưa có ai làm. Mình là người đi tiên phong. Nên là không có cái tài liệu cũng như là cái nội dung để mình tham khảo ấy. Thì cái đấy cũng là một cái thiệt thòi cho mình. Nghệ nhân Nguyễn Thị Hằng đã học được từ chồng rất nhiều kiến thức của hội họa để vận dụng vào thêu, kiến thức tranh trở nên sống động và có hồn hơn. Ngoài việc thêu những bức thêu mô típ hoặc kinh điển là các danh lam thắng cảnh Việt Nam, chị còn thêu tranh sáng tác do chính chồng chị vẽ. Đầu tiên để có một bức tranh thêu kết hợp giữa hội họa thì việc đầu tiên mình phải tạo được cái nền để tạo cái không gian đã. Khi có cái không gian rồi thì mình mới đi cái chi tiết của cái họa tiết lên. Thì các bước đấy là cái bước đầu tiên là mình phải nhuộm màu cho cái nền của cái bức tranh đấy. Và kế tiếp đến là mình phác họa. Cái họa tiết, cái nội dung của bức tranh mình muốn thể hiện ở trên cái bức tranh đấy. Và bước kế tiếp nữa thì là thực hiện những cái họa tiết bằng những cái kỹ thuật thêu và những cái vẽ ẩn du di giữa thêu tay truyền thống và hội họa. Những nguyên liệu thêu nên các bức tranh đều được vợ chồng chị Hằng lựa chọn tỉ mỉ. Chính sự tỉ mỉ trong việc chọn nguyên liệu này đã làm cho bức tranh trở nên thật hơn, sống động hơn và thể hiện được cái hồn của bức tranh. Nguyên liệu để mà sử dụng tranh thêu ấy thì thường thường là mình hay sử dụng bằng vải lụa và vải cốt tông. Chỉ cũng như vậy, mình sẽ dùng chỉ tơ bóng, tơ tằm và chỉ cốt tông. Mình thường thường sử dụng chỉ cốt tông DMC và chỉ tơ tằm, tơ bóng của Việt Nam cũng như là chỉ tơ của Tô Châu. Để có được những bức tranh, hai anh chị có khi phải mất hàng tháng với rất nhiều công đoạn như lên ý tưởng, vẽ mẫu, căng nền, sang kiểu, chọn chỉ màu rồi mới thêu. Vì vậy, mỗi bức tranh tạo nên là một tác phẩm nghệ thuật, chứa bao tâm ý và công sức của người họa sĩ và người nghệ nhân. Cá nhân tôi thì tôi cũng đã biết qua đến một số các cái sản phẩm lĩnh vực liên quan đến nghệ thuật thêu cũng như là hội họa về vẽ. Nhưng thực sự là khi mà được tiếp cận với những cái tác phẩm kết hợp giữa thêu và hội họa thì tôi thấy rất là ấn tượng và khá là thích thú với cái chất liệu cũng như là với cái công nghệ mà để tạo ra được những cái bức tranh có rất nhiều màu sắc với cái chiều sâu cũng như là với cái sự nổi bật của tác phẩm như thế này thì tôi thấy khá là ấn tượng. Nhằm phát triển nghề thêu tay truyền thống, vợ chồng nghệ nhân Nguyễn Thị Hằng sẵn sàng truyền dạy nghề cho lớp trẻ, mở các lớp dạy miễn phí để lan tỏa tình yêu với nghề truyền thống. Bằng cách kết hợp hội họa và tranh thêu tay truyền thống, hai vợ chồng nghệ nhân Nguyễn Thị Hằng và họa sĩ Lê Văn Khoa đã cho ra đời nhiều tác phẩm đặc sắc. Có những bức kết hợp không biết là thêu hay vẽ, cho thấy đã đạt đến trình độ cao của kỹ thuật thêu và hội họa.
hạnh phúc nhất, đó là mình vẫn được sống cái đam mê của chính mình, đó là được vẫn được sáng tác, vẫn được làm những cái gì mình thật sự là yêu thích. Thì cái đấy là cái mình thấy rất là hạnh phúc nhất. Niềm hạnh phúc của mình là được hiện thực hóa cái ý tưởng kết hợp giữa tranh thêu tay và hội họa, thì đã được bạn bè cũng như là khách hàng đón nhận và có những cái lời động viên. Mỗi người một cuộc đời, ta viết nên câu chuyện đời ta. Mỗi người một nụ cười, một mong ước riêng. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.